khó đâu. Chắc cũng mệt này. Nói chung là cũng phải thế, bởi phải về nhà được tầm khoảng 2-3 hôm thì dưỡng sức ở nhà nữa. Ở đây thì cũng đỡ được một phần. Có thể là đi là khai thác mật ong hay là làm gì đó để ra tiền, thì muốn làm một cái nhà nhỏ để làm đồ bếp để cho lúc đấy sợ thì bỏ được chạy để nhanh. Có con nhỏ nên sợ là con nó như thế nào hơn. Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh A Huân TV. Các bác thân mến, hiện tại thì mấy anh em đang ở ngay trước cổng bệnh viện các bác ạ. Như các bác cũng đã biết rồi, mấy hôm trước thì là em Dậu là mấy anh em trong team đã đưa xuống để nằm viện đấy các bác. Và hôm nay thì sáng nay là em Sùng bảo là buổi chiều nay sẽ được ra viện các bác. Cho nên là hôm nay buổi chiều giờ đang là đầu giờ chiều rồi các bác, anh em cũng không đi vào trong xóm nữa. Cái thì hôm nay là đưa Sùng team được xuống đây để đón Sùng với Dậu đúng không? Dạ vâng. Đấy, em Sùng em Cái thì hôm nay xuống để đón Sùng với Dậu, bởi vì là hôm nọ mượn được xe các bác thì là anh em cũng đã giả xe cho cái chú hàng xóm rồi, cho nên là em Sùng không có xe, vậy nên là em Cái phải xuống đón. Còn một lúc nữa đi về thì là anh em sẽ đi anh em trong team sẽ đưa em Dậu với lại em Sùng về cùng nữa. Con thì là hôm nay thì là đang ở trên nhà với lại các anh các bác ở trên kia rồi, hình như là gửi hàng xóm hay là nhà ấy, nhà ông à? Con của anh Sùng à? Con anh Sùng là gửi vào nhà anh họ. Gửi nhà anh họ thì có thể là tí chiều tối anh em sẽ về đến nhà thôi các bác. Bây giờ thì Yển với lại Sùng với lại cái Dậu thì đang làm thủ tục thanh toán ở trong kia. Anh em cũng muốn đi vào trong kia để cái chia sẻ ghi hình cho các bác để cùng theo dõi, nhưng mà như các bác cũng đã biết rồi là đây là bệnh viện nhà nước, không phải là bệnh viện tư, cho nên là anh em chỉ được phép là ghi hình ở ngoài thôi các bác, không được đi vào bên trong để quay phim ghi hình. Và cái này thì mong quý các bác anh chị thông cảm cho anh em trong team. Và còn một cái nữa thì là nhà Cái thì đã gọi là có vật liệu rồi các bác. Bây giờ thì như anh Huân cũng đã bảo rồi là đủ vật liệu xong mới bắt đầu khởi công để xây luôn các bác ạ. Cho nên là cái này thì là một hai hôm nữa sẽ bắt đầu xây nhỉ. Dạ. Hai bố con thì em thì có cả con ấy, con nhiều lúc là cũng không tiện để xuống đây nhiều, cũng như là thang anh Sùng với là chị ấy. Thì nên là hôm nay cũng là ngày mừng, đó là chị vợ anh Sùng thì ra viện, thì bây giờ em không giữ được cái gì nhưng mà em ra đón rồi đấy. Đấy, đó là đúng rồi. Như các bác cũng đã biết rồi, bệnh tình của em Dậu ấy thì là bị cao huyết áp này, với lại bị mũi có con đỉa ấy các bác, mũi có con đỉa, bởi vì là dùng nước ở trên đấy thì không phải nói là chê bai gì đâu, nhưng mà nước ở trên đấy thì hơi bị mất vệ sinh một tí các bác, ở toàn ở hốc đá, thì nói chung là có cái đấy thì nó cũng là điều đương nhiên thôi. Vậy nên là Cái nhá, từ giờ là rút kinh nghiệm, cái này thì anh sẽ nói với Sùng nữa là sẽ ăn chín uống sôi. Vâng. Đấy, đúng, phải đun sôi lên xong mới bắt đầu uống, chứ không được uống nước lá nữa. Vâng. Vì là thường là sẽ uống nước lá đúng không? Vâng. Đấy, cho nên là giờ là rút kinh nghiệm em nhé. Vâng. Bây giờ có Sùng làm gương, làm mẫu, làm gương rồi đấy. Vâng. Giờ có Sùng là làm gương rồi. Bây giờ là con là bây giờ nhá, trước tiên là nó chưa to đúng không, là nó còn ký sinh ở trong mũi mình như này. Vâng. Nhưng mà sau này nhá, để một thời gian dài ấy, mà mình không xuống bệnh viện để gắp nó ra ấy, thì lúc đấy là nó ký sinh ở trên não này này, là lúc đấy là tòa đấy. Đấy. Vâng. Cho nên là cẩn thận, hết sức là cẩn thận về cái máy cái này, hiểu chưa? Dạ vâng. Là Yển với lại Sùng thì chả biết là bao giờ mới ra. Bây giờ thì chắc anh em phải ở ngoài này đợi một tí nữa các bác. Dạ. Còn mấy anh em thì bây giờ vợ Sùng cũng đã ổn rồi, thì chắc là anh em trong team Ngố Rừng hay các bác thì là bắt đầu là dự án để làm trang trại. Đúng rồi. Còn về vợ của anh chủ đất ấy các bác thì bị suy tim mà các bác, cho nên là chắc chắn là phải nằm lâu hơn vợ của em Sùng rồi, cho nên là cái này thì bao giờ mà vợ của anh Dình chủ đất mà ra viện thì mấy anh em trong team sẽ đi cập nhật tình hình ở nhà các bác nhé, bởi vì là cũng không được đi vào trong kia ghi hình. Với lại anh Dình cũng ít xuống cái này, với anh Dình xuống thì cũng không đi vào trong nhà của anh em ấy các bác, cho nên là không có biết là anh Dình xuống lúc nào cả. Còn chị thì bị suy tim, Và còn cơm bữa thì ở dưới này thì là có vợ của em Giang với lại vợ của anh Huân lo hết rồi, cho nên là anh Dình thì giờ cũng đỡ hơn một phần, là không phải xuống đây thường xuyên nữa, nó chỉ là hai ba hôm thì xuống một lần nữa các bác. Anh Dình thì cứ yên tâm là ở nhà để gọi là đi lấy củi thuê với lại lấy cỏ thuê thôi, bởi vì là nhà anh Dình cũng chẳng có gì cả, có mỗi nhà với lại ấy, ruộng làm nương thì đợt vừa rồi cũng bán lại cho em cái một ít rồi. Như anh Dình cũng đã chia sẻ các bác, nếu mà quý các bác anh chị mà yêu quý hai vợ chồng em Sùng em Dậu ấy thì sau này nếu mà có thể làm nhà ấy, cho nên là có thể làm nhà thì anh Sình sẽ để lại một miếng đất cho em Sùng và em Dậu ở gần nhà em Cái luôn. Đấy, để cho hai anh em ở gần nhau, đúng không? Đấy. Tức là có anh chị ở đây cũng rất là tiện, ở gần đây thì có nhiều khi cũng chăm hộ được cả chị Minh Dình cũng như là chị Dậu ấy, thì bây giờ nói chung là em cũng cảm thấy là đỡ rất là nhiều. Anh Dình thì hiện còn anh Sùng thì nó có lúc thì cũng có thể là được có thời gian để về xem con. Đúng rồi. Con là thế hôm nay con em là gửi cho ai? Con em là hôm nay là em gửi tạm cho em, bảo là trong em một tiếng để em ra đây đón. Nhưng mà bây giờ chờ lâu quá là hơi tiếng rồi. Nhà em Hoa thì nói chung là em Hoa rất là tốt các bác ạ, như các bác cũng biết rồi. Anh em chia sẻ lên trên kênh ấy thì các bác cũng có nói bảo là em Hoa giờ là gọi là muốn làm vợ của em Cái với lại làm mẹ của bé Tùng ấy các bác. Thì cái này thì chúng em cũng không thể ép buộc được, đấy là tình cảm của hai đứa, cho nên là cái này sẽ để thuận theo tự nhiên các bác ạ. Bao giờ mà hai đứa cảm thấy là sẽ nên duyên vợ chồng thì cái đấy lúc đấy thì sẽ tính tiếp các bác nhá. Anh em chỉ gọi là biết đẩy thuyền thôi. Nếu mà hai đứa mà đến được với nhau thì anh chị cũng vui mừng cho hai đứa. Đấy. Lâu lắm, đợi một lúc nữa, bây giờ thì đang làm thủ tục ấy, bởi vì là bệnh viện cũng đông mà. Đấy. Bởi vì là Sùng thì không biết gì rồi, cho nên là bắt buộc là Yển là phải đi vào trong kia để làm thủ tục cho các bác, không thì đến lúc mà không biết làm thủ tục xong nó lại phức tạp ra các bác ạ. Vậy nên là chợ Yển ở trong kia để làm thủ tục cho em Sùng luôn. Xe sang ở cái, xong cứ nhìn đấy. Đấy. Gần đấy vừa đổ clip vào luôn. Nhưng mà các bác cũng đã biết rồi là em Dậu mà bị huyết áp cao các bác, thì cái này thì một lúc nữa có thể là bây giờ mà làm xong thủ tục ấy thì anh em sẽ di chuyển lên trên nhà để cho em Dậu mang cái cao atiso về để pha nước uống thường xuyên. Thì nó cái cao atiso này các bác thì là nó giúp điều hòa huyết áp các bác nhé, cho nên là những người mà bị cao huyết áp thì thực sự là dùng cái đấy rất là tốt luôn. Nhưng mà đợi lâu quá nhỉ, chả biết bao giờ mới đấy. Chết rồi. À đây. Đi kiểu lì đi đằng sau ấy, không biết các bạn ạ. Thế nào ra viện rồi đúng không? Đúng rồi. Nào chúc mừng. Ok, nào cái này để đây đi, hôm nay là đợi làm thủ tục ra viện lâu quá. Làm xong hết chưa? Xong hết rồi. Thế đỡ hơn chưa? À vừa khỏi rồi chứ? Giờ này khỏi rồi. Mệt. Nói chung là cũng phải thế, bởi phải về nhà được khoảng 2-3 hôm thì dưỡng sức ở nhà nữa. Ở đây thì cũng đỡ được một phần nào đó rồi các bác, nói chung là ổn rồi, sức khỏe thì giờ ổn định lại hết rồi các bác. Mọi thứ là ok hết rồi. Nói cái gì, dặn cái gì không? Không. Bây giờ đi về nhà vợ em bị huyết áp cao rồi thì là không cái lúc trời nắng là không được đi ra ngoài làm đâu nhá. Vâng. Là không phải là bị cái này đâu đúng không? Là không phải là bụng to là có con ở trong này đâu đúng không? Không phải đâu đúng không? Đấy. Các bác cứ thắc mắc rất nhiều, các bác bảo là Dậu nghén rồi, ốm, Dậu nghén rồi, bị có con rồi các bác, nhưng mà không phải đâu các bác ạ. Bởi vì là em Sùng là vừa mới đi làm chưa được về còn chưa được một tháng lại bảo là Dậu ở nhà có con, lúc đấy nó lại nghe hơi vô lý một tí các bác, cái này thì các bác không cảm. Vậy thì thôi. Dù gì cũng ra viện rồi đúng không? Vậy thì lên trên nhà anh Huân một lúc đã, để anh lấy cái cao atiso kia về xong là pha cho vợ uống nhá. Đấy. Để cái cao atiso ấy em cũng vừa mới giới thiệu rồi các bác, đấy là điều hòa huyết áp, giúp rất tốt cho những người bị huyết áp cao. Vậy nên là thôi lên trên kia, lên trên nhà anh Huân đã, xong là lấy ấy là dưới này nó nóng quá. Ở dưới này nóng thật, ngồi đứng đây một lúc mà toát hết mồ hôi rồi các bác. Vậy nên là anh em sẽ di chuyển lên trên nhà anh Huân rồi ngồi tâm sự trên kia sau các bác nhá, để lấy cái cao atiso cho em Dậu cái đấy các bác nhá. Thưa quý các bác anh chị, là hiện tại thì mấy anh em trong team đã đưa hai vợ chồng em Dậu lên đến nhà anh Huân rồi các bác ạ. Hiện tại thì đang ngồi ở trong nhà anh Huân. Bây giờ thì mấy chị em sẽ ngồi đây tâm sự một lúc. Em Dậu hôm nay thấy trong người thế nào rồi? Đỡ chưa? Đỡ mệt chưa? Điện. Lên đến đây rồi. Nên nó này yêu chưa tao tở thôi à, chỉ sinh rồi chứ nhân nhìn nhiều tụi khen nhiều rồi tụi khen. Đấy nhân để rong đi chẳng. Nhân bị chữ tao ta. Chỉ rõ là nó chỉ nó cái. À. Ít chế để chỉnh giá là chỉnh giá này. Chế chỉnh giá như nào tăng. À. Thì thưa chị thì em Dậu thì cũng bảo là giờ thì trong người thì vẫn mệt mỏi thì vẫn còn này, bởi vì giáo viên là trong người thì vẫn còn mệt mỏi, cũng như là khó thở một cái này. Đấy, khó thở đúng rồi, huyết áp cao thì khó thở là đúng rồi. Thưa các bác là em Dậu đi nằm ở trong viện cũng đã được là 6 ngày em Sùng nhỉ, tính từ cái hôm mình bắt đầu xuống là hôm nay là ngày thứ 6 đúng không? Đúng rồi. Thì cắm truyền được 3 ngày, còn 3 ngày là uống thuốc, 3 ngày sau là uống thuốc đúng không? Cái lúc mà họ gắp con đĩa ra có sợ không Dậu? Thở là mua từ hiện để dùng con chứ là hiện là hiện thằng là mua hiện nhận trái rồi mua cái này đâu là cái đi tẻ mi này chi mua cái là mua nhá là em rõ mà sợ lắm. Với lại khi mà nhìn thấy họ lấy ra thì tôi thấy to bằng ngón tay út. Ngón tay út á. Thì chắc cũng là lâu rồi. Lâu rồi, tại vì là thấy em Sùng bảo là vợ cũng chảy máu mũi lâu rồi mà. Thì lúc đầu chúng em cứ tưởng là em Dậu bị chảy máu cam cơ các bác, nhưng mà không phải. Do là con đĩa vào trong mũi thì là em mới chảy máu mũi như thế. Thì... Ở lại ở chiếc đùi chiếc nhà của em đó, nó nước thì cũng không xài mấy, bởi là chỉ xếp bờ đá nên là hướng nước để bấy nhiêu thì uống bấy nhiêu, lúc đấy thì nước vẫn không xài, nhưng mà không uống thì cũng không có nước để dùng nước. Đúng rồi, mình bắt buộc là mình phải sinh hoạt cái dùng nước đấy. Nước đấy là có khi là nước ở trong cái phần đáy của nó có khi là hết năm này đến năm khác, còn không biết là từ chắc nước cái hồ chữa nước đấy là từ lúc hai vợ chồng em lên trên đấy ở thì mới bắt đầu xây, hay là mới bắt đầu xếp đá lên để mà xây, hay là cái chủ đất đã làm sẵn cho để đấy rồi? Thì lúc mà hai vợ chồng lên thì có xá nhưng mà toàn có cọ nhiều trong cái mình lên để mình lấy cái cọ lên ra mình lại làm lại cái mới luôn. Thế là ý là anh chủ đất cũng có làm rồi đúng không? Đúng. Nhưng mà lúc mà hai vợ chồng bắt đầu lên thì mới bắt đầu đi sửa soạn lại, xong là mới bắt đầu dùng cái hố nước đấy. Nói chung là cái này thì cũng rất là khó, tại vì là bây giờ mà không dùng thì không có nước để mà uống, còn dùng thì nước đấy thì thật sự nói là sạch ấy thì cũng không là sạch đâu các bác ạ. Tại vì là chứa nước ở trong cái hồ như thế thì cứ dùng hết cái hồ đấy, thì cứ dùng hết năm này qua năm khác, rồi hết tháng này qua tháng khác. Bây giờ bắt đầu vào mùa nóng rồi, bắt đầu cạn dần rồi đấy nhỉ? Đúng rồi, giờ này thì cũng gần như là không có nước đấy, không có tí để sinh hoạt hàng ngày, có khi là có không giá để giặt quần áo các kiểu. Thì lúc đấy là bác sĩ cũng có đưa thuốc về rồi, thì là bác sĩ cũng có dặn là uống như nào em còn nhớ không? Thì bác sĩ cũng có dặn là một ngày sáng và tối, lúc mà ăn thuốc thì phải ăn theo sung rồi mới uống sau. Đúng rồi. Ăn cơm xong rồi, sau 30 phút thì bắt đầu uống thuốc. Đúng rồi. Đấy thì là vợ em đang bị huyết áp cao như thế thì là tránh đi làm những lúc nóng nhá, trời nóng là không đi làm nhá. Sáng sớm thì cố gắng dậy sớm một tí để mà đi làm sớm, xong là đến lúc bắt đầu trời nắng rồi thì nghỉ về nhà. Đấy là vợ em, do vợ em đi làm không có giờ giấc nên là mới bị như thế đấy. Hiểu chưa? Mà giờ này thì cũng không có, về nhà thì cũng không có gì rồi. Thì mua thì anh chị đàn em rốt làm xong. Giờ thì giờ là thì vợ bị thế thì em giờ này em cho vợ là đến nhà là em lấy củi rồi vợ để ở nhà để máy hôn sao nó khỏi mới đi làm. Thế là bây giờ là ví dụ bây giờ vừa ra viện này mà họ không kiểu họ không có thuốc gì hỗ trợ đúng không? Đúng hỗ trợ rồi, mình cho rồi có thuốc họ bác sĩ làm có kê đơn sẽ thuốc dùng về cái gì mới hỗ trợ để kiểu huyết áp cao này này. Đây cái này này. Hiện tại thì anh sẽ cho một miếng về để cho vợ dùng thử nhá. Đấy, cái này từ đâu nhỉ? Bây giờ cái gì anh pha luôn cho uống ở đây. Để còn có nghĩa là anh sẽ pha luôn để về em nhìn theo anh để em pha luôn đấy. Đấy, không tí về hai vợ chồng này không biết pha kiểu gì xong rồi tí lại thả cả cục nó vào thì nó lại uống không được nhé. Thưa quý các bác là lúc nãy là ở trong bệnh viện đấy thì em Yển cũng có hỏi bác sĩ về cái cao atiso này là hiện tại như là em Dậu đang uống thuốc ở bên bác sĩ kê đơn ấy thì là có uống thêm cái này được không, thì bác sĩ có bảo là có uống được nhưng mà uống ít, mà mỗi một lần uống thì lấy ra một ít để dùng thôi. Cắt một miếng nhỏ nhỏ bằng đúng rồi. Một ít ít. Xong là cho em Dậu là phải bảo với vợ là phải uống nước nhiều vào nhá. Đang bị như thế này. Uống như đúng rồi. Uống nước ấy, cứ không phải là không quy định là một ngày uống bao nhiêu lần đâu nhé. Cái này thì không phải là chúng em tự ý cho em Dậu dùng đâu các bác ạ. Cái này là em có hỏi qua bác sĩ thì bác sĩ có bảo là cho dùng được thì chúng em mới cho em Dậu uống. Cái cao atisul này nó rất nhiều công dụng luôn. Đúng rồi. Nó còn giải độc gan này, mát gan này, tốt cho tiêu hóa này, giảm được lượng đường ở trong máu nữa, với lại điều hòa huyết áp. Như vợ em là bị huyết áp cao là dùng cái này là hợp lý luôn đấy. Dạ. Đấy bây giờ bây giờ anh chị thế là anh chị cũng tốt quá, cũng là cảm thấy là cái này hỗ trợ được thuốc đấy, hỗ trợ được cho em là bây giờ Sùng với em thì cũng nói thật là cũng không biết là bây giờ sẽ mua thuốc gì để hỗ trợ. Nhờ may là có anh chị suốt tháng. Đấy cái này thì một tí nữa anh sẽ cho mang về từ khoảng 2 miếng đến 1 miếng này nhá. 1 miếng này là có thể sử dụng là thời gian là từ khoảng 4 tháng đấy, bởi vì là mình không phải là mình không phải sử dụng là nhiều. Đây uống nước, uống cốc này đi để nghe đi lấy nước xong rồi anh lên đây pha cho nhá. Vâng. Ngồi đây đợi anh tí, uống nước đi, mấy anh em uống nước đi đây, nước chè này uống đi. Vâng. Cái thuốc mà lúc nãy mà bác sĩ kê đơn cho thì mang về nhà uống ấy, thì cái đấy là uống đủ 1 tháng nhá. Phải cho bảo cho vợ cố gắng là uống đều nhá. Thì mới ấy được, mới hết được. Mà cũng quên mất cũng như là xin cắt lời anh chị và hai vợ chồng anh chị, anh Sùng này thì thật ra em cái con nhìn thấy ở trước mặt cũng có cái gì thì bây giờ các bác có thể là chú tâm vào tem Ngố Rừng xe con gì ở trước mặt. Thì hiện tại thì ở trước mặt là những cái thành quả cũng như là những cái sản phẩm mà anh em trong team ấy Ngố Rừng lấy về đấy. Và đây là một cái phần mật ong khoái, sản phẩm mật ong khoái mà hôm vừa rồi cũng như là anh Quyền cũng như là anh Sùng và em lấy về, và cái phần này là phần chắc không hết mà anh để lại cũng như là để coi như là các bác có thể là nhìn thấy là thực tế cũng như là chất chưa hết đấy. Đấy thì bây giờ rất là mong là các bác có thể nhìn thấy cái lọ mật ong khoái, và trong này thì có cả xác và cả mật nhá các bác nhá. Thì ví dụ như bây giờ hiện tại thì ở trong này thì có hai loại mật ong, thì có một là mật ong khoái, bên đây cái chai bên này là mật ong khoái mà cái chai này là vắt ra rồi. Đấy, vắt ra rồi, còn cái chai dưới này là chai mật ong bạc hà của đó. Còn phần đặt trước này nó là cái gói truyền chè xăm tuyết. Đấy thì hiện tại thì rất là mong là cũng như là các bác sẽ ủng hộ cái tem Ngố Rừng cũng như là mua ủng hộ để anh em trong team cũng có một cái động lực để bắt đầu đi làm tiếp cũng như là đi lấy những cái sản phẩm cũng như là mà trong sạch nhất cũng là thành quả mà tốt nhất cho gửi tới cho các bác. Cái này giờ còn mấy lít được đấy? Dạ. Có thể còn mấy lít? Giờ thì còn 2 lít thôi. Còn 2 lít nữa thôi. 2 lít cả cái này đúng không? Dạ, dạ. Cái lọ sáp này thì giờ còn mỗi lọ này đúng không? Dạ. Sáp thì cân còn... cái lọ này 1 cân. 1 cân. Dạ. Cái chai này thì thường là một ông nó sẽ làm một chai như này thế là 1,4 cân các bác. À, cái gì nhỉ? Cải sùng. Hôm nọ chị đi vào nhà của chú trưởng thôn này, thế ở trong nhà chú cũng có 1 can mật, có phải đấy là mật bạc hà không? Ừ, đúng rồi. À, chắc là chú để hơi lâu ấy nhỉ? Đúng rồi. Chắc là từ năm ngoái rồi. Giang có để ý không? Hôm nọ đi vào nhà chú trưởng thôn này. Nhưng mà chú là không biết đi đâu mà. Đúng rồi, nhưng mà hôm đấy chị đi chị cũng quên hỏi ấy. Tí nữa nếu mà em về thì là em đi qua em hỏi xem là chú có ấy không nhá, chú có bán không nhá. Thì như là em hay là có hay sao? Có 1 can mà. Ra là cần trên tay quả dao mèo, nhớ đấy, con dao mà em dùng ở nhà đấy. Đây dùng ở nhà đấy đúng không? Đúng rồi. Đúng. Có giống IC với nhau không? Thì các bác cũng nhìn thấy ạ, cũng như là ở trong những cái video mà anh chị trong team đúng không? Lên nhà em, 2 bố con em ấy thì cũng thật sự là dùng, cũng như hay là 2 bố con thì cũng dùng con dao này hàng ngày ấy, thật sự là rất là chất lượng, cũng như là chạc vừa thái rất là sát luôn. Đấy, và hiện tại ví dụ các bác mà cảm thấy là ví dụ thấy con dao này mà muốn ủng hộ anh em ở trong team đấy, thì mong là các bác ủng hộ, cũng như là để có được đồng ra đồng vào để anh em trong team có thể là đi lại, cũng như là coi như tiền xăng xe đi lại. Đúng rồi, mang này cho anh Mẹn là đến cắt cái cao atiso này ra để pha cho em Dậu uống. Thưa quý các bác là hiện tại thì em Yển cũng đang dùng đấy, các bác cũng đang dùng cao atiso này, tại vì là mùa này mùa nóng rồi ấy, thì rất là nóng luôn các bạn. Đây nếu mà các bác mà sử dụng cái cao atiso này thì các bác chỉ cắt một miếng bé bé như thế này thôi để pha cho đây, xong rồi pha. Cho đến tan không anh? Có chứ, mình phải tan. Khuấy nó lên. Mùa nóng này thì bị em Yển là rất là hay bị nóng trong người ấy. Các bác thì em cũng đang dùng cái cao atiso này thì thật sự rất là tốt đấy ạ. Này con nhất này. Chè này là chè này luôn á. Chè này là chè chị ở nhà là tự sao đây. À, ngon đấy. Chị đây là chị ở nhà tự sao mà chị vợ anh luôn đấy. Hôm qua mẹ điện xuống chè ở ngoài luôn. Hôm qua mẹ điện xuống, mẹ chị ấy điện xuống bảo là bây giờ ở trên nhà mẹ cũng đang đi hái rồi, bây giờ là bắt đầu là vụ đầu mùa thì này thì là trời đang ít mưa ấy, các bác thì nó ngon rồi. Quá ngon, nó có đẹp không? Nước chè này màu đẹp không? Vàng tươi này. Mật ong ấy. Nhìn như mật ong phở đúng rồi. Chị hỏi thật nhá. Dạ. Hai em ở trên này là hình như là không có chè để uống đâu đúng không? Đúng rồi. Tại vì là ở trên khu nhà em Sùng ấy. Hình như là chị là đi từ cái lúc lên trên đấy ghi hình thì là không thấy có cây chè nào luôn ấy. Chè tươi à? Cây chè. Chè kia không có. Không có đúng không? Có. Cái xóm nhà cái cũng không có đâu đúng không? Đúng rồi. Hôm nọ cái lúc mà nhà em cấy đào nền ấy các bác thì em Yển phải mang chè từ đằng sau nhà của anh Huân này lên để mà đun lên cho các bác uống. Ở trên đấy rất là hiếm. Rất là hiếm cây chè này luôn đấy ạ. Chung là bà con ở trên này là không uống nước chè. Đúng rồi. Đấy, hầu như là đi đâu thay nước chè bằng rượu đúng không? Đúng. Rượu với thuốc lào. Dạ. Đấy là văn hóa trên này. Nhưng mà nhà nào thế mà. Dạ. Ví dụ như những nhà mà có khách quan trọng thì nói chung là cũng có mua ở chợ về uống, nhưng mà uống như thế này các bạn. Chè ở chợ là nó khác. Thơm. Chè uống được mà không cái mà uống tốt lắm. Uống đi. Không sao đâu, chị cũng đang uống cái này ấy. Bảo với vợ đi. Đúng rồi. Hello. Uống cái này là xinh gái ra đấy. Nó có vị hơi đắng một tí bởi vì nó là cao mà. Đúng rồi. Nó chiết xuất thành cao rồi thì nó hơi đắng một tí. Em Giang đọc công dụng cho em Sùng biết đi, bởi vì là em ấy chưa biết đây. Công dụng thì lúc này anh đọc rồi nhá. Nó giúp mình điều hòa huyết áp này. Nó tốt cho nhất là vợ em ấy. Vợ em bị cao huyết áp thì uống cái này rất là tốt này. Nó giải độc gan này, làm mát gan này, tốt cho tiêu hóa này, giảm được lượng đường ở trong máu này. Đấy. Thấy chưa? Vâng. Đấy. Còn cái nơi bảo quản nó nhá. bảo quản là ở nơi khô ráo này thoáng mát nhá. Có nghĩa là cái chỗ nào mà khô nhất thì nói chung là để trên cao, không được để cái chỗ nào mà nó bị ẩm. Hạn sử dụng là 12 tháng kể từ ngày mở túi, là bây giờ tính từ hôm nay, là cái ví dụ như miếng này nhá, là nó sẽ tính từ bây giờ đến hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Đấy, từ có nghĩa là tính từ ngày tháng này đến ngày tháng này năm sau. Được, là được 1 năm. Là hạn sử dụng ạ. Ừ, 1 năm. Hạn sử dụng của nó là được 1 năm kể từ ngày mình bắt đầu mở cái túi này ra. Trước nay Dậu có ăn được cơm nhiều không? Có. Mấy hôm nay là cho ăn cơm rồi nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi, ăn cháo chỉ là mấy hôm đầu thôi, chứ bên ăn cơm mới có sức. Vợ anh Dình là người ta vẫn chưa thông báo là hôm nào cho ra viện đâu nhỉ? Vẫn chưa. Tình hình thì vẫn đỡ nhiều rồi các bác, nhưng mà vợ anh Dình thì bác sĩ vẫn chưa thông báo là ngày ra viện. Cái này thì cũng thật sự rất là khó. Lúc nãy cái lúc em Dậu ra viện ấy thì là vẫn còn ít sữa với cả hoa quả ấy, thì là em Yến có đưa lại cho vợ anh Dình rồi. Còn em Dậu thì tí trên đường trên đường về thì mua tiếp. Vì cái này nó đang dùng rồi, thôi cứ cơm ấy đi nhé. Đây là nhớ. Em có đọc chữ đâu? Em thì em không đi học thì chắc em không biết. Thế thì làm thế nào nhỉ? Em có nhớ được anh vừa mới dặn gì không? Thì anh nói thì em có thể nghe và em nhớ được. Rồi, nhớ được đúng không? Nhưng mà thôi cứ cầm cái công dụng của nó này về này. Xong rồi lúc nào nhớ thì thôi cứ cầm về đi. Nhớ là mỗi lần cho vợ uống thì cho uống một miếng bé bé thôi nhá. Cắt ra một miếng nhỏ để mà chưa có dao mèo đâu đúng không? Đúng rồi. Thế thì tí cầm về một con nhé. Tí cầm con này về luôn. Đấy, tí cầm con này về luôn. Có vỏ bao ở đây không? Vỏ bao ở dưới kia rồi. Này. Thì xử lý con dao này về luôn này, để về còn chặt thái các thứ nhé. Còn là cái phần nguồn nước ấy thì giờ nó bẩn quá thì chả biết làm thế nào, tôi dùng thì hạn chế đi, là không được uống nước lá nữa. Đúng rồi. Đấy, dùng thì vẫn dùng nhưng mà phải đun sôi để mà uống, không được uống nước lá đâu. Nhớ nhé, là không uống nước lá nữa, là phải đun sôi chứ chưa. Bây giờ là em phải nhớ lại mình còn con nhỏ nữa. Con em thì còn không biết là như nào đâu. Thấy cái bụng to to kìa. Từ giờ này thì em cũng thấy như thế rồi thì em cũng quyết định là sẽ đô nước thôi, không là rút kinh nghiệm. Đấy, phải rút kinh nghiệm đấy. Đấy thì hôm trước là anh chị cũng giúp chuyển bếp ra ngoài rồi, thì từ giờ là đun bếp ở ngoài, không được đun ở trong nhà nữa đâu nhá. Nếu mà phong tục là vẫn phải để, bắt buộc là phải để bếp ở trong nhà thì vẫn cứ để một bếp ở trong nhà được, nhưng mà mình đừng có nấu ăn nấu nướng ở trong đấy nữa. Thật sự nhà em thì làm bằng bạt đấy thì là rất là khó để mà thoát khí ra ngoài ấy, hiểu không? Hiểu. Nên là vợ em là có khi là cũng ảnh hưởng một phần là do cái bếp nhà em ấy. Nhà mình còn con nhỏ nữa nên là bên sự... trong thì mình có khi mình phải lâu mình đi đôn cái bếp lò kia mà. Đấy. Chúng là sau này làm nhà là không để cái bếp lò ở trong nhà đâu nhé. Vâng. Không có bếp ở trong nhà đâu. Đặc biệt nhà cây cũng thế. Phong tục thì vẫn phong tục nhưng mà mình thay đổi đi, mình không thể cái gì mình cũng theo ông bà ngày xưa được. Nói chung là những cái này rất là quan trọng thì mình sẽ thì nghĩa là sau này ấy, nghĩa là có thể là đi là khai thác mật ong hay là làm gì đó để ra tiền thì muốn làm một cái nhà nhỏ để làm đu bếp để cho cũng được. Thì nói chung là nhá, cái vấn đề mà hôm nọ mà rắn vào nhà em ấy, đấy, không còn nhớ không? Không còn rắn vào nhà đấy, cái lúc đấy nhá, là gì là tại nhà em là đun, nhà thì bé rồi, xong là đun bếp củi ở trong nhà nữa, rắn nó nhìn thấy mùi than là nó vào đấy. Đấy, cho nên là bỏ hết ra ngoài đi. Nhà thì về nhá, hai vợ chồng nhớ để ý là dọn dẹp xung quanh nhà nó sạch sẽ vào. Trong nhà lúc nào cũng phải gọn gàng vào. Nhà thì bé rồi, nó không phải là nhà xây thì rắn nó muốn nó vào lúc nào chả được. Có một hôm là rắn vào trong nhà ấy. Ừ, rắn vào trong nhà xuống bóng to một cái bắp tay này của tay này đúng không? Đúng rồi. Còn rắn trăng hay là rắn gì em cũng... Nó có màu gì? Rắn, màu đen thì chắc là rắn trăng thôi. Đấy, con trăng cũng có rắn. Hôm đấy có đập không? Em chị đã đập chúng nó một phát là nó có một cái khe hở nó bỏ đi. Thì đấy thì cả vợ chúng con nữa cũng không dám ngủ mà. Lần sau nếu mà rắn vào trong nhà thì là không được đập đi nhá, không được đập nhá. Lúc đấy nó bò lên trên giường không đập thì làm thế nào? Mình lấy cái cây khều nó đi rồi chứ, chứ không được đập. To như thế nhưng mà tự nhiên ra kể và to và bắt này thì to bằng bắt tay cổ tay này thì nó ấy rồi. Tại vì rắn vào nhà thì mình không biết cái đấy là tốt hay là xấu ấy. Nên là cái này cứ đuổi nó đi. Rắn thì nó có nguy hiểm mà. Bởi là em không đuổi nó là sợ nó lên rừng lên dừa ấy, thì lúc đấy thì còn có con nhỏ đúng không? Đúng rồi. Và hai vợ chồng thì làm coi như là người già đi rồi thì lúc đấy sợ thì bỏ được chạy được nhanh, có con nhọn nên sợ là con nó như thế nào hơn. Đấy thôi. Nếu mà có cái hiện tượng như này thì cái bật cũng như là cái họ kè đá lên đấy của chủ đất ở chỗ anh ấy. Hình như cũng có chỗ chị sợ là nó chui cho đến sinh sống ở dân đấy, sau là có ban đêm thì nó lại quay vào thì tôi đây mình chung sợ thật. Nói chung là em về thì ngày mai giờ nó cũng kiểu chiều tối rồi thì không nói nữa. Là sáng ngày mai dậy là đi dọn dẹp hết xung quanh nhà đi. Dọn dẹp hết xung quanh nhà để cho gọn gàng hết đi, xong còn là trong nhà nữa đấy, như lúc này con là nói rồi thì để gọn gàng vào, không thì nó rất là nguy hiểm luôn. Bởi vì là mình thứ nhất là mình ở trên đấy là mình ở gần rừng đấy, gần rừng thì có rất nhiều rắn rết các thứ, thì nói chung là cái đấy thì không thể tránh khỏi được, nhưng mà mình phải giữ cho gia đình mình lúc nào cũng phải sạch thì là gọn gàng nó mới không có. Còn nguồn nước này em thì bây giờ thì nói chung là không có nước để dùng thì vẫn phải dùng thôi, bắt buộc là phải dùng, nhưng mà nước uống ấy thì phải đun lên để cho nó sôi. Còn mà cứ uống nước lá như thế thì là sau này là không phải vợ em đâu mà là có con em này cả em nữa là bị hết đấy. Giờ hỏi vợ xem giờ thì gắp ra rồi bên trong nó có bị làm sao, đau ấy, có bị đau ở trong mũi không? Như là nhưng mà muốn đau rồi nhưng mà ý là nhiều nồng chứ không là giờ nồng chỉ trò thì dù của chúng cháu là nồng trò. Giờ thì trong người thì vấn đề mỏi và là kiểu không cảm nhận được. Giờ là cũng được chị cho mấy thuốc rồi thì chắc là cũng tí nữa cũng tí nữa chắc cũng có phải có anh hoặc là anh. Tí anh cho một người nữa đưa về, bởi vì là không kèm ba được, không thể kèm ba đi được. Bởi cũng có công an đấy. Nói chung là cái này thì mình phải tuân thủ luật giao thông. Đội mũ đầy đủ. Một xe chỉ đi hai người thôi, không được kèm ba. Thì em Dậu là em Sùng là để ý nhá, em Dậu là mấy hôm nay đi về thì đừng có để cho vợ đi làm hộ, cứ để cho vợ nơi mấy ngày đi đã, xong mà làm gì thì làm, để cho vợ khỏe lại đã, chứ không thì vợ em chảy máu nhiều, em yếu lắm. Nhắn là đừng cho vợ đi ra ngoài trời để nhá, nhất là lúc 12 giờ trưa ấy, đi là ngất ra đấy lúc nào không biết đâu. Là tai biến lúc nào là không biết đâu. Nên là để ý mà tí. Đấy, đúng rồi, trong kia thì chính bác sĩ cũng dặn em rồi đấy. Nhớ chưa? Dậu thì bảo nhá, cái dặn Dậu thì mặt tươi lên, đừng mặt lúc nào cũng buồn đấy. Không nói được tiếng phổ thông thì có thể nói tiếng mẹ đẻ của mình để ra, thì còn dịch ra hoặc là Sùng dịch ra thì bọn anh còn hiểu. Còn có cái gì nó để ở trong này thì bọn anh cũng không biết khổ kiểu gì đâu nhé. Em Dậu thì chị là trong người hơi mệt mỏi tí thì chị vui thì vẫn vui nhưng mà trong người mệt mỏi thế đấy. Thật ra là em rất vui là có anh chị và các bác có thể hỗ trợ hai vợ chồng mà đưa đi viện lần này thì vợ đã đỡ hơi chút nhiều rồi, thì em cũng cảm ơn anh chị và cháu cũng cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi hai vợ chồng. Phải nói là không biết diễn tả được cái tình cảm của cô chú bác cũng như là như anh chị, nhưng mà thật sự là bây giờ thì hiện tại thì đối với những cái hoàn cảnh như anh Sùng cũng như là như hai bố con em cũng thế thôi. Nên là để mà trả lại cái tình là tình anh nhân đấy cũng là một cái quá trình. Bây giờ là sau này mình trả dần được. Nói chung là trả thì anh chị không cần là các em trả đâu. Cái mà anh chị và các bác mong muốn nhất là muốn là các em sẽ thay đổi cái cuộc sống về sau này, cái không mình không theo cái kiểu là lối sống của ông bà như ngày xưa ấy, hiểu không? Mình phải thay đổi cái lối sống của mình đi lên theo cái xã hội bây giờ ấy, mình phải hiện đại lên, hiểu không Sùng? Không cái kiểu là đôn bếp ở trong nhà đấy. Không, nhất thiết là làm nhà phải làm cột ở dưới nhà. Làm nhà cấy cũng thế nha, không có cột này. Ở đây không có bếp ở trong nhà đâu. Đấy. Mình là mình làm sao mình tiếp cận được văn minh đi. Bây giờ mình đi ra ngoài rồi gặp các anh rồi đúng không? Đấy, cho nên là không có làm cột trong nhà này, không có bếp trong nhà đâu. Nhà Sùng cũng thế. Vâng. Là sau khi mà được các bác yêu quý hỗ trợ các em có nhà ở rồi, đến lúc đấy thì tìm một cái gì đấy để mà phát triển kinh tế lên, đi lên, có đồng ra đồng vào để mình thay đổi cái cuộc sống của mình đi lên. Nói chung là anh chị chỉ muốn như thế thôi chứ không mong muốn là các em sẽ trả như này như thế kia. Cái đấy là anh chị và các bác là không hề muốn. Thực ra thì hiện tại thì cũng chỉ biết là ví dụ đối với cảnh anh Sùng với em thì chỉ biết cảm ơn một và cố gắng, cũng như là một là làm việc này, là thứ hai nữa là cố gắng thay đổi tư duy của con người đấy. Cũng là cố gắng thay đổi đi, còn là sau này thay đổi đi. Cảm ơn, sau này không cần cảm ơn anh chị nhiều đâu. Bây giờ làm trang trại xong thì anh chị lên thì còn có tủ đế, con gà là tủ đế, tủ cái con có tủ cái để mù chứ. Nên là cố gắng nhá, Sùng thế. Xong là bây giờ thì cũng muộn rồi, con nhỏ nữa ở nhà nữa thì nó nhanh chuyển đến đây đi. Là anh cho mọi người hết để cho người không là thì không thể đi 3 người được ấy. Là thì hiện tại thì cũng muộn nhờ anh chị thì sẽ có một xe đi cùng ăn. Thế như là thức ăn các thứ, thức ăn đồ uống các thứ hôm nay chị có mua treo ở trong xe rồi ấy. Thì bây giờ đi về xong là Sùng là cố gắng cho vợ ăn uống đầy đủ nhá, xong là uống thuốc đầy đủ vào nhá. Không thì bây giờ nhà cũng đang có việc ấy thì Sùng cứ lấy xe anh về đi. Xong là mai đi lên trên kia rồi thì cũng được, vì là mình cũng có nhiều xe. Thưa quý các bác anh chị là hiện tại thì tình hình sức khỏe của em Dậu thì cũng đã cải thiện rất là nhiều rồi. Hôm nay là em chính thức được ra viện rồi. Bây giờ thì cho hai vợ chồng cũng túc tác đi về nhà, thì còn con nhỏ nữa, còn tí còn phải leo dốc đi bộ một cái đoạn đường khá là dài nữa. Nhưng mà giờ đi đến nhà thì cũng xác định là tối rồi ấy. Thì thôi đi về đi nhé. Sùng là cầm cái này để mà đi về. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Đấy, cố gắng nha. Thầy bảo cho vợ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Chúc các đi về. Con đi đón con ở nhà Hoa đúng không? Rồi đi về đi. Đấy, hai vợ chồng đi về đi nhá. Chào anh chị, hai vợ chồng đi về nhá. Cứ mang xe anh về đi, xong là mai anh nên lấy cũng được. Cái đi về trước rồi các bác, cái xuống kia lấy mua lấy chở thêm đồ cái này. Nhưng mà đi về thì đi đón con. Đi về xong đón con về luôn nhá. Đấy, hai vợ chồng. Mình cẩn thận nhá. Giờ thì hai vợ chồng đã về rồi các bác. Có lẽ là em xin phép là kết thúc cái video này tại đây thôi các bác ạ. Ngày mai thì anh em tiếp tục lên trên kia để ghi hình tình hình của em Dậu các bác nhé. Còn bây giờ em xin phép là kết thúc cái video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý các bác anh chị ở những video tiếp theo trên kênh A Huân TV. Xin chào các bác. còn nữa. Còn nữa. Ui dồi, còn nhiều thế cơ á. Tủ này chắc phải được mấy lít? Anh đoán tôi phải được tầm khoảng 15 lít đấy. Sợ không hết đấy nhỉ? Ừ. Bởi vì tổ đợt trước là mình đoán được 10 lít nhưng mà vẫn hơn 10 lít một tí. Đây các bác ạ, đây là những cái lít mật, những cái sản phẩm của em Cấy và em Quyền đã đi khai thác ở trên rừng già về. Và một cái sản phẩm đầu tay của em Cấy và em Quyền.